Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê, sao tôi thấy có cái vách chân vàng vàng gì ở bên dưới cái ghế của mình vậy? Này là cô mới dặm cái gì đúng không? Vậy. Bây giờ tôi chỉ cô Sammy nè. Tôi thấy thằng chợm đang đứng ở trước cửa mình không? Quýnh nó. Quýnh nhìn này. Đây. Rồi ok. Lại đặt ngược. Gì vậy? Ủa? Sao đặt ngược vậy? Không la tôi. Trời ơi, ghế nhìn xinh dễ sợ. Ghế này tôi mua đắt tiền 400 đô nữa. Ơi ơi quá ơi 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 là ơi ơi thiệt là ơi mà. Thôi 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 đi. Mới mở quán mà không có nói ế là sao vậy? Nè bà nhìn cái quán của tôi đi, bà nhìn đi. Bây giờ cái quán của tôi bà thấy có vị khách nào không? Mà bà nhìn cái có cái tiệm net nào mà có đúng hai cái máy tính như cái quán net của tôi không? Bà nhìn kìa thấy không? Thì thôi tí nữa tôi kiếm tiền cho tôi làm thêm máy cho ông làm thấy ghê vậy vậy. Thôi mệt quá, tôi không chờ bà nữa. Từ lúc bà vô trong quán của tôi nha là quán của tôi hết bị ăn trộm nè, rồi sau đó là bị đánh bom nè, rồi bị cháy PC rồi các kiểu nữa. Bây giờ nha, bà quay vô trong, bà quay vô trong quán đây. Thấy gì không? Đây. Đây, xin tự giới thiệu với bà, đây là một cái bộ PC mà tôi mới mua được, đúng không? PC xịn nha. Tôi mới đi dây ngân hàng để tôi mua cái PC xịn này. Bây giờ bà hãy xếp cái PC xịn này lên để cho khách vô, khách có máy xịn, khách chơi là khách sẽ thích, hiểu không? Ôi, cái bàn đâu? Cái bàn đâu tôi xếp? Hình như là tôi chưa mua cái bàn á. Cô lên mua giúp tôi cái bàn đi. Rồi bây giờ là cô lên cô đặt online cho tôi một cái bàn nha. Bàn á, dễ, tôi làm được hết. Chưa bật cầu dao sao mở máy tính bà nội? Tôi thấy là cô vô quán tôi là người ta học làm tiệm net mà cô không biết làm gì chân. Bật cầu trời dao ơi, để mở máy tính cô không biết. Mới làm mấy bữa. Mấy bạn biết sao không? Tại nhân viên này là tôi phải trả tiền lương của tôi mỗi tháng, các bạn hiểu không? Đó, tôi chỉ đây là nhân viên đặc biệt không thể đuổi, hiểu không? Không thể đuổi được, cho nên là có vấn đề. Rồi. Tôi phải tìm cách để tôi gọi là phải chỉ cho cái cô gọi là nhân viên mới Sammy này. Mua hả? Bấm to lên. Rồi. Rồi ok, bấm vào Amazon. Amazon. Rồi, kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Bên dưới sẽ có đây. Cái bàn. Cái bàn đây. Cái bàn. Đó, cái bàn đó bấm vô. Đây. Ok. Rồi. Bây giờ cô mua cho tôi cái bàn rẻ, cái bàn 328.000 nè. Ok. Đó, rồi mua, bấm vô hộp quà. Đây, mua. Rồi, pay. Yeah, okay. Có bạn mua rồi. Rồi, ok, giờ đợi ship đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ đợi anh shipper tới và sau đó cô xếp mấy cái bàn cho tôi nha. À từ, vô trong quán. Đâu? Vô trong quán. Có cái bàn PC bên kia nó bị hỏng rồi kìa. Lắp lại cho tôi coi. Ủa sao vậy? Nó bị hư vậy? Thiếu cái ghế nè. Lắp cái ghế vô lại. Có gì kỳ vậy? Đây. Rồi. Đặt ra. Rồi, ok xịn. Xong. Rồi mời khách vô, có khách vô, có khách vô rồi nè. Đây, anh áo tím hiểu không? Áo tím một mơ. Đó. Rồi vô bật máy cho khách đi. Đây đây, bật máy liền, máy liền. Trời tôi nhớ hết đó, hay chưa? Yeah. Nhớ thiệt không? Nhớ. Rồi shipper sao lâu vậy? Hay bùm hàng rồi. Shipper tới thì sao á? Shipper mới tới thì sao? Đằng sau lưng kìa. Đâu. Đó, ôi, có cái hàng. Đó, bây giờ là đem cái bàn vô, sau đó xếp bộ PC lên cho tôi cho nó đẹp đẹp cho khách kia chơi. Ui, hai khách rồi. Nhanh, xếp cái bàn PC nhanh, còn vô mở máy cho khách. Rồi. Đó, okay. Khách trả tiền kìa, lấy tiền đây đó, 12 đô. Đó. Okay. Nhân viên xịn sò đây, phải tăng lương cái túi. Trời ơi, trời, cái này là tăng lương. Tính ra là bữa giờ chưa có lời đồng nào toàn lỗ, còn đòi tăng lương nữa bà nội. Xếp cái bàn vô đó, không trời cái bàn. Không có. Đùa. Có biết xếp không? Có biết xếp không? Diễn xiếc thôi, diễn xiếc cho vui thôi. Rồi, xếp cái bàn đây, vô. Xếp bên cạnh nè. Đó. Rồi, xịn chưa? Rồi, ui, khách vô, đây, trả tiền coi. Thấy chưa, hồi chưa mới vô chuộng gì là có người rồi. Trời ơi, sao lại dùng cái ghế cùi bắp này, tôi có mua cái ghế xịn mà. Đâu vứt kìa, cái ghế đi. Vứt hả? Vứt cái ghế rồi. Đi, có cái ghế xịn ở sau lưng kìa. Từ tôi mở cho khách đã, rồi okay. Đây. Đó, về được, quan tâm ai khách về được đúng không? Ôi, rồi, sau lưng kìa đó, tôi có mua cái ghế xịn đúng không? Ghế nhìn xịn dễ sợ. Ghế này tôi mua đắt tiền, 400 đô nữa. Trời ơi, dữ vậy. Tiền tôi vay ngân hàng đó. Ok, rồi xếp bộ PC xịn của tôi lên đi. Đó, bạn nhìn thấy không? Thùng PC này là thùng PC mới nha. Tôi mới mua, mới build nha. Đây là xài là 1080 Ti luôn nha các bạn. Trời ơi, xịn quá Đây, Sam. Hả? Bà thấy bà xếp cái thùng PC nhìn tức không? Ủa sao vậy? Xếp còn xếp quay ngược vào trong nữa. Ủa sao vậy? Ê, xếp luôn hả? Á trời! Quay! Chơi đuổi theo đánh ra vậy lại! Thùng PC của tôi đắt tiền lên! Quýnh nha! Quýnh nha! Ôi trời ơi! Xem mất cái thùng PC của tôi rồi ơi! Trời ơi! Cái thùng PC đắt tiền của tôi! Đầu tiên quá! Ôi trời! Cái gì ghê vậy hả? Đây! Rồi ok! Lại đặt ngược! Gì ghê vậy? Ủa? Sao đặt ngược vậy? Ủa từ từ! Khách mới vô! Từ từ bình tĩnh! Không la hoài vậy? Sao không la tôi? Đúng là sao? Đâu mới la luôn!
rồi bà ra bà xếp lại cho tôi cái thùng PC rồi, coi sao okay. Bà xếp ngược hoài vậy hả? Đây đây đây, xếp xếp cho nó bằng đúng không? Đúng rồi, nhìn kìa, thấy xung quanh ngược không? Rồi đây, xoay đó, đúng hướng chưa? Rồi đó, đặt ra. Rồi đẹp đó. Rồi để màn hình lên. Màn hình LED, ủa màn hình LED này cũng xinh dữ ha. Rồi cái này cái này mua đắt. Đây là bộ PC xịn. Bộ PC tôi mua 2.500 đô lần đó. Trời ơi, cái kìa, gì khách trả gì? Tiền kìa, khách trả tiền kìa. Đâu đâu đâu, chưa, ủa. Ủa? Ủa, ủa anh công an. Cái gì vậy? Em làm gì đâu trời. Anh công an vô đây chi anh công an. Cái gì vậy? À chắc anh công an vô kiểm tra mà. À, không sao sao sao. Rồi đây, trời ơi xịn quá. Rồi, cái rồi để anh chuột khách lên. Đây đây, từ từ, khách tính tiền. Khách tính tiền rồi. Ôi, ủa? 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 Sao lại ngất xỉu lúc này, khách vừa trả tiền sao lại ngất xỉu? Không biết. Trời ơi, tiền của tôi chết rồi. Tan lỗ thôi, tháng này tiền điện rồi, tiền điện nè, rồi tiền mạng wifi nè, tiền nước nè, rồi tiền tùm lum la nữa. Trời ơi, cái này là do ông không trả lương cho nhân viên, tôi đói bụng tôi xỉu. Do ông. Ủa gì vậy? À, do tôi hả? À? Ok rồi, rồi do tôi luôn. Giờ là đi mua cái gì đó ăn đi em thôi, tí nữa ngất xỉu tiếp bây giờ. Trời ơi, trời, thấy chưa? Sự, ông số 1. Ông nó có lo cho tôi đối bàn, ông làm để tôi làm mà đến nỗi đói bụng mất xỉu luôn. Chủ gì đâu mà không quan tâm nhân viên gì chưa? Bạn ăn sáng, bạn tự ăn đi, mà chẳng giờ mình phải đút cho bạn ăn nữa thì mới được các bạn. Đúng rồi. Trời, trời ơi. Chưa xuống tới nơi, bạn đã mở cửa ra rồi. Ủa, đóng cửa lại. cười. Ê, gì đâu? Rồi đi mua đồ ăn đi. Đi ăn điểm tâm. Đó, ăn sáng, hình như sáng đường này. Rồi vô ăn chắc tầm 2 cái bánh hamburger là no đó, ăn 2 cái luôn. Rồi ok, bây giờ đi làm việc nè. Tôi sẽ bù đắp lại những khoản tôi đã làm cho ông gọi là hao hụt. Ok, bữa giờ thấy tàn lỗ rồi. Tay mình nguy hiểm vậy. Từ từ. Đi. Ok. Đó. Rồi, để thằng chuột lên giúp tôi cái coi. Đây, để lên. Bà thấy có ai để chuột bên tay trái không? Bên tay phải sao đây? Tức kìa. Ủa là cái thùng tay trái sao? Ủa ai mà dùng chuột bằng tay trái bà nội? Rồi ok. Rồi đó. Thiếu điện. Đây. Bật điện lên. Đây. Đó. Wow. Chúng ta đã có một dàn PC mới rồi. Dàn vô bật PC máy lên xịn đầu tiên trong đời. Ôi chứ làm việc cực khổ quá. Ai làm việc cực khổ? Tôi là người làm việc cực khổ nè. Tôi đi vay ngân hàng để tôi mua cái thùng PC mới mà xém nó bị ăn trộm luôn. Nhưng mà tôi cũng kiếm lại được rồi. Vậy là tôi tưởng tượng mà tôi không ngồi đây chung với bà Sam thì không biết là tiệm của tôi sẽ bị trộm tới cỡ nào luôn rồi. Từ bấm vô lại. Rồi. Đây, bây giờ tôi chỉ cô cái này nha. Khi mà chúng ta đã có một cái dàn PC xịn rồi đó thì bấm vào đây nè, chúng ta sẽ thấy được có một cái PC của chúng ta là PC số 3 nè. Oh. Đó, chúng ta sẽ tăng tiền của nó lên, thay vì là bây giờ khách vô là chỉ có 1 đô một giờ đúng không? Quá ít, tôi tăng lên 3 đô một giờ luôn. Ồ, PC xịn mà. Là có nghĩa là khách mà dùng cái PC xịn này là phải trả tiền gấp 3 lần, oh, hiểu không? Đó, okay. Là mình kiếm được tiền liền, hiểu không? Đúng rồi. PC xịn ghế em phải trả tiền căng chứ trời. Đúng ui, rồi. Ê, để coi khách này ngồi PC nào. Vô PC xịn đi anh. Vô PC xịn. Đúng rồi anh ơi. Hay quá. Đây đem bật máy cho anh nha. Rồi, xong sắp giàu rồi. Hay quá anh ơi. Ok, có PC xịn. Để coi tí nữa được nhiêu tiền nè. Ui hay. Ê, có thêm khách kìa, Ê! Vô PC xịn quật trời. Cái vũ khí không? Trời ơi, cái anh này vô PC xịn của người ta xong rồi không trả tiền ta. Trời, tức quá thôi bỏ tôi đi. Cho ảnh luôn á, ảnh chơi có xíu à. Mới vô test máy cái đi luôn. Trời ơi, cay thiệt sự, chị này không ngồi PC xịn rồi. Ủa. Trời, đã không kiếm được tiền rồi còn gặp khách quật tiền nữa chứ. Trời xui quá. Rồi được rồi, bây giờ là cô Sammy, cô giúp tôi dọn dẹp cái tiệm net cái giúp tôi đi. Này, tiệm net. Ôi. Trả tiền kìa. Gì mới chơi vậy trời ơi. Đây giờ dọn rồi, dẹp bây giờ không? Cô dọn dẹp giúp tôi nha. Lau cho nó sạch sẽ đi. Cái gì vậy trời ơi trời. Cái chủ cũng bẩn lắm. Toàn là vết chân độ kiểu thế này. Phải vết chân của cô vậy. Trời ơi gì. Tôi gái tôi mang gót rồi. Tôi đi vết chân của ông rồi đó. Trời ơi tôi nhân viên tôi biết gì đâu. Đây cái này đạp cái gì mà xong nâu nâu vậy? Cái này thấy cái gì vàng vàng nè, cái này là khách đạp cái gì nè, hàng tôi nghe cái mùi thơm thẩm nè. Ê trời ơi, hàng chi cái nhà. Còn mấy cái chai nữa kìa, lâu mấy cái chai nữa. Đây lâu nè. Đó. Nhanh lên, cái gì mà chậm chạp lời mời quá vậy? Đây. Rồi, chưa, bây giờ là tiệm nét thúi quá. Bây giờ chạy qua kia mua tôi cái bình xịt dầu thơm, xịt cho tiệm nét thơm lên. Ok, từ để trước khi hãy mở đồ cho khách đã. Rồi, mở máy cho khách đi. Rồi đây, xong. Ủa có mấy cái xịt này xịt được mà, sao xịt? Hết rồi, mấy bình xịt này hết rồi. Trời ơi, rồi okay. Chạy qua bên kia mua tôi cái bình xịt nhanh lên. Chạy nhanh. Rồi đường nào. Nhanh lên thôi, khách vô á, đường này. Rồi ok. Khoan, chưa nhớ đường nữa hả? Không nhớ đường, lạc đường. Đây hả? Nhân viên không đuổi được, bực thật sự chứ không phải gặp là tôi vô cho 3 giây thôi tôi đuổi rồi mấy bạn ạ. Đây. Rồi lấy đi. Rồi. Bấm thêm lần nữa lấy. Rồi em nhà, nhanh. Chạy. Coi chừng khách vô không thấy mình, khách về luôn á. Khách
có tiền đó. Rồi đây, chạy. Khách chơi xong chưa? Ui. Rồi sao mày lấy đây. Đây, ui. Ui có người, có khách mới, có khách mới. Đây. Bật máy cho khách đi. Cái hành động nó thành thạo vậy sao? Từ nãy giờ á là khách vô quán của mình, khách đi ra về sớm thấy không? Được ít tiền là bởi vì phòng của mình cuối quá. Xịt cho nó thơm. Đó, xịt đi. Xịt nhiều vô. Đó. Rồi, đó thơm chưa, thơm chưa? Chưa, phải xịt hết cái này nè. Ủa, xịt hết luôn hả? Rồi thơm. Rồi đó, xong rồi đó. Ok, rồi, thơm rồi đó. Rồi, hồi chịu trả. Rồi, ui có khách vô. Được rồi, khách ơi, ngồi vô bi si xịn. Trời yes. Ơi, được. Hay quá, có khách ngồi vô bi si xịn rồi. Tôi bấm nghĩ vô. Cách này sọp nè. Nhìn là nghi nghi rồi. Đó. Nhìn là thấy sọp rồi. Rồi, ok, tôi lau rồi nè. Ơi, có vết chân nữa kìa, lau. Đây, đây. Lau đi. Đó, để xuống. Lau. Đó, cái ai có điếu thuốc nữa kìa, lau luôn cho tôi. Ơi. Khách vô. Ôi, ui, anh áo hồng mạnh mẽ, nam tính. Nam tính gì anh? Mở máy cho khách, nhanh. Rồi, xong. Ok, xong. Rồi, bây giờ mình đứng đây mình trông khách đi. Để khách về rồi mình tính tiền. Vâng, và chúng ta đang thấy một màn đánh nhau giữa cô nhân viên Sammy của tôi và một cô tóc đỏ. Ủa rồi, tự nhiên quánh nhau vậy? Tôi đi có xíu. Cô này quánh tiền tôi. Trời ơi, tôi mới vừa đi vệ sinh có xíu ra thấy cô Sammy đang quánh lộn với người ta. Sao quánh hoài không được vậy? Trời ơi, bị đánh lên xỉu luôn. Đúng là cô Sammy báo, vô bật máy cho khách giúp tôi ở đây. Trời ơi. Dạ, cô kia ngoài là lấy gì đó, quánh tiền tôi mới quánh vậy đó. Nhưng mà ai biết rồi, nhưng mà sao cô yếu vậy? Cô chạy qua kia mua tôi cây gậy. Đó, để mà khách mà quánh tiền á là gọi là quánh luôn, hiểu không? Biết rồi, để qua mua cái gì mạnh mạnh coi. Trời ơi trời. Đánh mình lấy lại tiền của mình chứ, mấy người xấu vậy mình phải trừng trị, hiểu không? Nhục quá. Rồi ok, đây. Thêm khách vô nữa kìa. Đây, thêm khách nữa. Có người trả tiền, có người trả tiền. Cho xin tiền. Yeah. Ui. 26 đô. Bà này đi cái gì? Thấy không? Bà ngồi cái máy xịn một mình ngồi. Bà ngồi có 3 phút mà. Trời ơi. Bà 26 đô thấy không? Yeah. Đó, thêm anh khách quỵt tiền đó nè. Sao tôi không dám quánh vậy? Tại vì anh này nhìn to. Quýnh luôn. Quýnh luôn hả? Quýnh tiền mà quýnh luôn. Quýnh luôn. Quýnh cho tôi. Quýnh luôn. Rồi. Trời ơi, ông có cơ kìa. Ơi, có cơ bắp thì kệ ông. Quýnh luôn. Chạy đâu mà. Chạy đi mua cây gậy. Chạy đi. Ok. Chạy đi mua cây gậy xong quay lại quýnh tiếp. Ok, hợp lý. Nhanh. Tại tôi đang nhanh nè. Tôi gái đi chậm lắm. Đây rồi. Đây. Đi mua cây gậy. Rồi, chạy ra kia. Ông nào xấu mũi. Rồi đây. Ông này đúng không? Quýnh đi. Ông này. Ôi trời đau quá. Ai ok. Ủa sao có 1 đô vậy? Ủa? Trời, có 1 đô cũng quịch thấy không? Cũng quịch đó trời. Ui, khách trả tiền. Đây, dạ. 38 đô. Cũng được. Đây. Có thêm khách vô nữa kìa. Trời ơi, thấy chưa? Từ ngày tôi bắt đầu chăm chỉ vô là khách nó vô rần luôn. Ok, tôi cũng hy vọng là như vậy. Để coi kiếm được nhiêu tiền sáng giờ nè. Đây. Sáng giờ mình kiếm được 131 đô. Cũng được rồi đó. Quá trời tiền luôn chứ sao nữa. Rồi bây giờ mình làm cái gì đây ta? Bây giờ á, 131 đô á, tôi nghĩ là cô nên mua game cho khách chơi thì khách sẽ chơi lâu hơn, hiểu không? Game hả? Đúng rồi, mình lên máy tính đi, cô lên máy tính cho tôi đây. Okay. Máy tính. Đây. Rồi. Bây giờ nha, cô bấm vào trong Steam kìa. Đây. Rồi đó, bây giờ cô lựa tôi game có 120 đồng nè, cô lựa đây, cô lướt đi. Ơ có Minecraft nè. Ôi. Có game Minecraft. Con quên tiền đâu. Cầm cái cây đuổi theo nhanh lên, chạy mất tiêu bây giờ. Đường nào bên kia phải không? Đây. Chạy theo nhanh lên. Đuổi theo. Trời ơi. 6 muối quật tiền hoài vậy. Sao mấy cái anh 6 muối này toàn quật tiền vậy ta? Ôi, quýnh nhanh. Đứng lại coi. Đó, rồi quýnh nhầm cái anh tóc vàng kìa, kìa thấy chưa? Quýnh hai anh, bây giờ là hai anh quýnh mình luôn đó. Muốn gì? Ôi. 17 đô thấy không? Bây giờ tôi giang hồ rồi thấy không? Ai mà quật tiền cái. Ghê luôn à, thấy không? Giờ chị Đại Sammy Đào hiểu không? Giỡn mặt. Ông mà quật tiền tôi cũng bẩn vậy luôn á. Rồi đây. 100 đô. Ui, chị này xài máy xịn có khác nhờ. Trời ơi, đúng là xịn. Ê, tôi nghi ông này có tiền quá ta. Ok, rồi vô máy, mua game cho khách đi. Đây rồi. Bật máy cho khách đã. Đây, bật máy cho khách. Vừa lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Rồi. Mình mua cái game Minecraft thì tôi thấy cái game Minecraft 120 đô rồi. Bay nè. Trời ơi, có game. Rồi hết tiền chưa? Rồi, mình còn 130 mấy đô nữa nè. Thôi để tiết kiệm đi, lỡ dụng gì đúng không? Yes. Đó. Rồi, có khách tiếp. Mới ra cái là có liền. Đây. Đó.
Ok. Rồi bây giờ tôi chỉ cô Sammy nè. Có một cái điều này cô phải biết. Đó chính là cô thấy thằng trộm đang đứng ở trước cửa mình không? Quýnh nó. Nghi nè, nhìn có hai người là thằng ăn trộm với lại thằng đánh bơm á. Nó đứng trước cửa mình là mình phải quýnh nó liền, đúng không? Đó, để cho nó không vô quán mình. Trời ơi, sao tao cảm giác lần này tôi cảm giác như là Sammy đào sáu múi vậy ta. Sammy đào dữ dội vậy ta. Rồi, với lại tôi chỉ cô nè nha. Đây, cô cầm cái chổi nè. Cô có thể nhìn thấy cái phần này không? Nè, đất ti nè, thấy không? Bẩn nè, thấy không? Yeah. Đó, có nghĩa là phòng của mình đang rất là bẩn, cô phải lau. Ôi, rồi. Khách quỳ tiền. Đây, tôi làm một mẫu một lần cho cô coi nha. Một lần duy nhất thôi nha. Coi tôi nè. Một phát, hai phát, xong, thấy không? Ôi, là quýnh chiếc mặt vậy hả? Đúng rồi, mình quýnh vậy không? À, anh này quỳ tiền nè. Quỳ tiền nè, quỳ tiền nè. Tiền liền. Ông nào có cơ bắp là quỵt tiền liền hả? Ok rồi. Đó, bây giờ là cô dọn dẹp lại cho tôi cho nó sạch hẳn luôn đi. Nãy giờ cô dọn tôi thấy chưa sạch lắm đâu. Trời ơi, trời, khách vô đạp đạp cho tôi biết gì đâu. Trời ơi. Đây, lau. Ê à, cô Sammy ơi, tôi thấy hình như là cô bị đói bụng rồi, cô chạy ra mua cái bánh thôi, tí nữa ngất xỉu bây giờ. Ok, tôi chạy đi, chạy đi. Từ, sao cái tên nghi ngờ vậy ta? Bỏ cái cây đi xuống. Rồi. Biết bà khách. Quên, thấy chưa? Một phát đi luôn. Học được chiêu của sư phụ. Đây, học được chiêu của sư phụ Văn Tận là biết rồi. Chạy ra ngoài kia mua cái bánh ăn nhanh lên, ngất xỉu bây giờ. Ôi gì á? Em làm gì nhờ à? Cái này là cô mới vừa quýnh người trước mặt công an, đúng không? Đó là công an phạt, đúng không? Ơi, quỵt tiền tôi, bây giờ nói gì kỳ vậy trời? Người ta quỵt tiền thì quỵt tiền, nhưng mà mình quýnh người ta là mình cũng sai rồi. Mệt quá. Mình phải ra mình mua đồ ăn ăn nè. Rồi, ăn nè. Ăn thêm cái đi. Ăn thêm cái nữa. Đó, khách. Khách chơi kỳ quá Rồi đây, tôi về quán tôi nè. Ê, cô, tôi thấy cô quét dọn chậm quá, để tôi làm luôn cho. Trời, thuê nhân viên gì làm gì làm hết vậy? Cô Sammy này, tại vì tôi thấy cô làm chậm quá, cô nhìn tôi làm mẫu lần thôi nha, đó. Trời. Trà đến đâu sạch đến đó, hay không? Yeah. Mình phải nhanh lên, cô cứ chậm vậy đến khi nào mới xong, khách bỏ về hết bây giờ. Nói khách bỏ về thật luôn kìa. Khách bỏ về thiệt luôn rồi. Rồi xong hết cái cây gãy mất tiêu rồi. Giờ quýnh bằng tay thôi chứ giờ biết sao, cô nhìn tôi quýnh bằng tay nha. Một phát một thôi, hiểu không? Dữ vậy? Tôi mà chủ tiệm nét kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay rồi. Nè không, có cái lon nước bên dưới chân của khách nữa không? Mình cũng phải lau luôn, cô hiểu không? Kỹ mình vậy? Thấy là mình phải lau hết. Khách kìa, mở khách kìa. Khách kệ khách đi, để xíu lau cho xong nè. Trời ơi. Ê, sao tôi thấy có cái vết chân vàng gì ở bên dưới cái ghế của bọn mình vậy? Trời ơi. Cái này là cô mới dặm cái gì đúng không? Dữ vàng. Trời ơi. Này phải là cô mới dặm cái tôi gì đó nè. Là nhân viên rất là sạch sẽ thơm tho, đi làm việc là tắm rửa sạch sẽ rồi á, chứ không có vụ mà đi đập gì đâu. Tào lao. Không có tin được. Ôi, anh trộm. Ăn trộm nè. Ăn trộm trước mặt ông. Lẻn vô đây lụm đồ người ta hoài luôn á trời. Trời ơi, người đâu kỳ cục. Nè thấy không, tôi nè quét dọn sạch sẽ thấy không. Đó, clear hết luôn rồi nè. Sau đó là lấy bình xịt thơm, xịt cho nó thơm cái phòng của mình, hiểu không? Thì khách mới ngồi lâu. Đó, tôi biết rồi. Em có tên trộm người ta nghi quá à. Ủa sao mấy bình này hết sạch rồi? Trơn rồi. Vậy thì mình phải chạy ở bên kia để mình mua lại cái bình xịt thơm, cô hiểu không? Okay, nói chung á là khách để có thể ngồi lâu, thứ nhất là máy phải xịn, thứ hai là phải sạch sẽ, thơm tho. Đúng rồi, yeah. Thì khách mới ngồi lâu được chứ không thôi là vô tiệm nét thúi quá ai ngồi được, hiểu không? Ơi hằng trộm đứng trước cửa quán mình nữa nè. Ăn trộm với chúng tôi nè. Rồi vô, xịt thơm phòng nè. Đó. Nè anh ơi, thơm cho anh, thơm không? Thơm không? Vậy? Thơm không? Đó, quá thơm luôn đúng không anh? Rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha, 50 đô, cảm ơn anh. Rồi vô. Bây giờ vô quán thơm quá nè, tiếp thêm tiền nữa không? Nói chung là ở trong tập này á bạn, thì như bạn cũng đã thấy thì tôi với Sammy đã có được một cái bộ PC xịn. Yeah. Thì khách vô khách xài cái bộ PC xịn này, khách trả rất là nhiều tiền cho bọn tôi. Đó, nói chung là quán net bọn tôi mặc dù có nhiều bạn á xem tập 1 các bạn bảo rằng là anh ông ơi, tiệm net kiểu gì mà sao có ba cái máy tính vậy anh? Thì thật ra là cũng nghèo mà bạn. Ôi, làm cái gì? Gì đây anh chơi gì đây? À đang chơi Minecraft á hả? Trời ơi. Anh này anh đang chơi Minecraft hay không? Khách vô rồi mình mua Minecraft cho khách là khách vô khách chơi hay không? Đó, xong rồi khách có trả tiền ở đây. Trả tiền hay quỵt tiền đây? Rồi trả. Trả tiền. À đánh bơm nè. Đánh bơm với chúng tôi nè, đánh bơm. Rồi chưa? Nó xỉu rồi. Cái này là nhân vật của cô. Wow. Cái này là
do tại cô, phải tại tôi nha. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã có được thêm một bộ PC xịn nữa rồi. Thì bọn mình sẽ cố gắng bán tiếp để sắp tới bọn mình sẽ nâng cấp toàn bộ máy bọn mình lên thành máy xịn hết luôn. Yeah. Và tôi nghĩ là để có thể làm giàu thì chúng ta phải cần khoảng 30 cái máy tính xịn á. Đó, khách vô đông đông mình mới giàu được, hiểu không? Vậy thì anh phải tăng lương cho tôi để tôi có thể có sức để tôi có thể quản lý cái tiệm net của anh. Thôi, mình sẽ kết thúc series tại đây luôn nha bạn. Ủa? Tập nào nữa nha, kết thúc luôn. Ủa? Rồi ok, và nếu như bạn nào muốn mình và Sammy sẽ cùng nhau tiếp tục chơi tiếp cái tựa game giả lập làm chủ tiệm net này nữa thì đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết và nhấn nút like cái video này nha. Và bạn nha. Nếu bạn muốn Sam tăng lương đừng quên comment Sam tăng lương đó. Thôi ok, là tạm biệt mọi người nha, bye bye. Rồi nói chung là tập sau rồi bọn tôi sẽ nâng cấp tiệm net của tôi xịn hơn nữa, ok. Yeah. Hello team, hello team.